nhiều. Và có lẽ thì cháu vẫn rất tò mò là vậy bánh tôm Hồ Tây sẽ có cái bí kíp như thế nào. Chia sẻ cho cháu nhé. Đây là món bánh tôm. Nói đến Hồ Tây, ai lên Hồ Tây cũng muốn ăn bún ốc Hồ Tây, ăn bánh tôm Hồ Tây. Nhưng mà gia đình nhà bà thì đây là bánh tôm của bà ngoại, mà thực sự là của bà ngoại mình. Thời ấy làm gì có bột nở. Gia đình nhà tôi làm theo cách hết sức truyền thống. Một là bột ủ 12 tiếng, ủ 12 tiếng để nó từ cái này ủ sang đây. Đấy, ủ khi nóng mà nó sẽ trở thành bột chua. Bột chua cũng từ cái bột này, bột mì này. Đấy. Và củ khoai lang này, khoai lang này. Đấy, củ nghệ này. Đó. Khoai này. Đấy, khoai thái không cần phải thái nhỏ quá, thái miếng này để trộn vào hai cái phần thế này. Đấy. Nghệ thì đánh ra lấy nước cốt. Này. Dầu rán ngày trước thì rán bằng mỡ, mỡ lợn, bây giờ thì rán bằng dầu. Nhưng mà gia đình nhà tôi vẫn cứ pha một chút mỡ lợn thì nó mới thơm. Đấy. Tôm. Đấy. Tôm này. Tôm thì mọi gia đình làm là tôm tươi. Gia đình nhà tôi cũng làm tôm tươi. Mà tôm này khẳng định đây là tôm Hồ Tây. Tôm Hồ Tây rất là ngon. Người ta vẫn nói tôm Hồ Tây nước tiếng đấy không ạ? Nó không quá to, nó cũng không quá nhỏ, không làm được. Và con tôm đó nếu mình để tươi thì gia đình nhà tôi lại làm là trao qua. Bắt được mua về cái trao qua. Trao qua, vì sao phải trao qua? Nó sẽ giòn cái vỏ. Nó giòn giòn cái vỏ và tất cả nó đã được coi như là 90-50% cái vỏ vào trong rồi. Thế khi mà chúng ta đặt vào mấy cái bột này. Thì để chờ cái bột nó nở phồng ấy thì con tôm lại được chín ngược lại một lần nữa thì cái vỏ nó giòn rụm luôn. Đấy là cái cách mà gia đình làm, là gia đình làm như vậy. Gia đình làm như vậy. Thế còn ăn với rau sống, cái này bắt buộc phải có rau sống, là gồm có rau xà lách này. Đấy. Rau tía tô này, rau mùi tàu này, rau mùi ta, húng quế. Đấy. Ăn với cái gì thì nó sẽ được ăn với lại nước chấm. Nước chấm thì gồm có su hào, thái mảnh này, ớt này, rồi là nước mắm này, giấm này, mật này. Gia đình ít dùng đường, dùng một mật. Tất cả những nguyên liệu vừa rồi cô giới thiệu, thế họ trộn vào, đặt con tôm lên trên, cho vào trong dầu rán, nhỏ lửa cho đến khi gần bắc ra thì to lửa lên để cho nó dốc được mỡ, gắp ra và trở thành cái sản phẩm cuối vậy cùng. Vậy là chúng ta sẽ có những sản phẩm, đã có những sản phẩm bánh tôm bà ngoại rất đúng không là ạ? Ngon, bánh tôm bà ngoại. Nói thế thôi chứ khi kết hợp với nhau cũng sẽ rất là cần sự kiên trì, cẩn thận nữa không ạ? Vâng, đúng rồi. Vâng, chào cảm ơn cô Hiền. Lúc này thì trước bàn Ngọc Linh là một cái bàn tiệc quá là đẹp và cháu nghĩ là chắc chắn là những cái sản phẩm đạt chất lượng OCOP của thương hiệu bún ốc bà ngoại cũng sẽ là cái động lực đúng không ạ? Nó mang lại cho cô những cái giá trị như thế nào ạ? Và đây cũng là một cái động lực để chúng tôi sang năm chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia những món ăn dân tộc về bánh và những món ăn của dân tộc để tham gia với OCOP, được đánh giá cái thương hạng về các món ăn dân tộc. Thực ra thì rất là cảm ơn ban lãnh đạo của quận Tây Hồ, cảm ơn ban kinh tế của quận Tây Hồ, cảm ơn ban lãnh đạo của phường Quảng An đã cho chúng tôi cơ hội để có cái cơ hội để truyền bá những cái giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Việt Nam. Tất cả mọi cái như tôi đã nói với Ngọc Linh, nhưng còn một cái cuối cùng, nó vẫn là phải là câu chuyện cuối cùng. Đó là cái gia vị cuối cùng để làm nên những cái thương hiệu này, những cái món ngon này, đó là tình yêu, sự say mê với món ăn dân tộc. Vâng. Cháu cảm ơn những chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hiền rất là nhiều. Và cháu nghĩ là ai cũng hiểu rằng văn hóa là cội nguồn, bản sắc thì sẽ là mãi mãi. Và chỉ có cái tâm của những người nghệ nhân mới có thể bền bỉ, giữ lửa, giữ nghề và làm sao để cho ẩm thực Hà Thành nó luôn luôn nức tiếng xa gần. Và ai ai đi đâu, dù đi đâu về đâu cũng nhớ về những cái món ăn nó dân dã bình dị nhưng mà đậm đà bản sắc dân tộc đến như vậy. Cháu chúc nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền sẽ luôn trẻ đẹp, sẽ giữ mãi được cái niềm nhiệt huyết của mình với ẩm thực Hà Thành để tiếp tục có những cái sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 5 sao, mang lại cái niềm tự hào cho Quảng An nói riêng, cho quận Tây Hồ nói riêng, cũng như là mang lại cái niềm tự hào cho người dân Việt Nam nói chung. Xin cảm ơn cô rất.
thực phẩm rất là truyền thống, riềng xả, mắm tôm, rồi nướng thì bằng than hoa, dùng thì bằng với mỡ lợn. Đấy. Đối với chả cá La Võng thì để đúng bản chất của nó thì cá tẩm ướp xong phải được kẹp vào thanh tre hoặc thanh nứa, nướng trên than hoa thì nó sẽ tạo lên một cái mùi vị rất đặc trưng. Chả cá La Võng thì nó chỉ có một tên và có một cái công thức, mà nó lại là món cái văn hóa đặc sắc của Hà Nội thì nhất định mình cũng sẽ phải đi tìm cái nguyên bản của nó. Và mình muốn mình nghiên cứu, khôi phục, bảo tồn và quảng bá để đưa lại cái nét văn hóa truyền thống này của một cái món ăn này đặc sắc như thế này của Hà Thành, để hiểu sâu hơn nữa, để cho cái món ăn tinh hoa ẩm thực của chúng ta nó được lan tỏa. Cái cà cuống thì lần đầu mình cũng mới được thưởng thức cùng với cả chả cá, vì nó hơi đặc biệt, nó vừa có vị hơi cay cay nồng nồng của cà cuống cộng thêm cái vị béo ngậy của cá. Thì mình cảm thấy món ăn này và được người Hà Nội gìn giữ đến bây giờ, đó là một nét văn hóa đặc sắc của người Hà Nội, và mình cảm thấy là món ăn này chắc chắn sẽ là một món ăn mà mọi người ở tất cả mọi nơi đều yêu thích, chứ không chỉ ở Hà Nội. Thưởng thức món chả cá La Võng mang đến cảm giác tận hưởng những gì thanh tao, đặc sắc nhất của một trong số những món ăn nức tiếng đất Hà Thành. Bởi vậy mà chả cá La Võng còn được rất nhiều khách quốc tế yêu thích, trong đó có cả các đại sứ nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Tôi đã rất thích hương vị của món ăn này ngay từ lần đầu thưởng thức, cùng với cách mà món ăn này được chuẩn bị. Thực khách có thể chọn bất kỳ món ăn kèm nào họ thích, tự chuẩn bị món ăn. Và tôi tin rằng trong tương lai, với sự hỗ trợ của bếp trưởng và nhà hàng, món ăn mang đậm hương vị truyền thống này sẽ sớm được quảng bá ở đất nước của chúng tôi. Nó sẽ chứa đựng một cái câu chuyện văn hóa, câu chuyện con người rất đặc sắc của cái thủ đô nghìn năm văn hiến của đất nước mình. Thì mình rất muốn là mình sẽ quảng bá được cái món ăn này đến với công chúng một cách rộng rãi hơn, để cho công chúng được tiếp cận một cách dễ hơn, nhiều hơn, tiếp cận với cái gốc của nó. Nếu tiếp cận được cái gốc thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những câu chuyện văn hóa và con người.